có thể chia sẻ một chút về cái lộ trình học MBA của mình được không? Cái lý do tại sao mà anh học MBA và anh học MBA ở nước nào và chi phí là bao nhiêu thì anh có thể chia sẻ hết cho các bạn được không ạ? Bữa nay là đi khai gia phả đúng không? Rồi, ok. Thì đầu tiên á, anh là như em với là các bạn đã biết thì anh là background anh là về kỹ thuật. Thì anh với bà xã là đều học Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh học ngành cơ điện tử, bà xã anh học ngành về hóa học. Thì có một người học về kỹ thuật á, thì khi mà anh vào làm ở trong một cái nhà máy á, thì anh không biết rất là nhiều thứ. Ví dụ như anh sẽ không biết là vì sao ở nhà máy mình đã sản xuất nhiều sản phẩm như vậy, vì sao mình phải phối hợp với bộ phận marketing, vì sao phải quản lý tài chính, rồi va chạm với con người. Có một cái điều mà anh nhận thấy rất là thú vị là khi mình đi học á, thì mình làm việc với lại con chữ và con số. Còn khi mình đi làm á, thì mình làm việc với con người. Con chữ với con số nó không có cảm xúc, thành ra ngày nào nó có thể giống nhau, máy móc nó cũng vậy. Nhưng con người á, là vui hay buồn nó sẽ khác nhau. Thành ra hồi xưa mình đi học á, mình cứ nghĩ là mình học giỏi, thành ra mình làm giỏi. Nhưng thật ra không phải vậy. Thành ra mình bị thiếu hụt một cái mảng kiến thức rất là quan trọng. Gần như là lúc đó anh bị thiếu hụt cái mảng kiến thức về kinh tế học và quản trị. Lúc đó anh đi tìm tòi, thì rất là may mắn là anh có ông sếp anh đầu tiên á, ông hay chửi anh. Mày không biết về marketing, mày không biết về tài chính, mày không biết về nhân sự. Sau đó anh thấy là mày không biết về everything luôn. Sau đó anh mới hỏi không, thôi bây giờ không biết nhiều quá thì có chương trình nào để luyện công không anh? Thì anh mới nói là hôm nay đi học MBA đi. Thì sau đó anh mới phát hiện ra là ông sếp của anh á, là một trong những người học MBA giỏi nhất Việt Nam trong chương trình của Maastricht đó. Thì lúc đó anh rất ngưỡng mộ ông này, vừa sếp của mình mà ông là dân kỹ thuật luôn. Tức là ông là một cái người đi trước mình đó, là một cái người để dẫn dắt cho mình đi, mình khỏi đi tìm đâu xa. Thì lúc đó anh nghĩ là ở về thì đi học thôi. Nhưng mà lúc đó quay về lại á, thì anh là dân kỹ thuật, anh muốn học MBA á, thì nó không giống như mấy bạn học kinh tế, là anh phải có học một năm chuyển đổi. Thì thực ra cái năm chuyển đổi đó của anh á, nó rất là khó khăn chứ không phải là dễ đâu. Là anh sẽ học 6 môn về quản trị, mà lúc mà đi thi á, chỉ cần rớt một trong 6 môn đó là rớt luôn cả chương trình. Nó áp lực lắm tại vì điều kiện và mà. Thành ra là đi học ở đó mọi người có những môn rất là dễ nhưng có những môn rất là khó, thành ra là phải học ở đó. Thì anh học một năm chuyển đổi từ kỹ thuật qua kinh tế. Thì sau đó anh học thạc sĩ. Thì có chỗ này anh muốn chia sẻ với các bạn một tí nè. Tức là khi mấy bạn học thạc sĩ, mấy bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Về cơ bản nó sẽ có 3 loại sự lựa chọn. Một là em học thạc sĩ chương trình của Việt Nam. Hai là em học thạc sĩ chương trình của nước ngoài ở nước ngoài. Ba là em học chương trình thạc sĩ của nước ngoài ở Việt Nam. Thì lúc đó thì anh thấy là nếu mình học chương trình thạc sĩ ở Việt Nam thì cái này là chắc mình không cần phải học theo kiểu này nữa. Tại vì trước đó mình đã học đại học ở Việt Nam rồi, chắc phải học một cái gì đó nó hơi khác lạ tí. Thứ hai là nếu mình học chương trình thạc sĩ ở nước ngoài, anh đặt một cái vấn đề là cái why của mình là mình đang mong muốn là mình cần có nhiều trải nghiệm hơn ở Việt Nam. Mình hiểu hơn về địa phương và hiểu hơn về cái môi trường kinh doanh ở đây. Tại vì anh thấy nhiều bạn anh đi du học về nó cũng không có khác nhau nhiều so với những người học ở Việt Nam mà thực sự xuất sắc. Thành ra đó là lý do vì sao anh chọn cái phương án là mình học chương trình nước ngoài nhưng học tại Việt Nam.